Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát và đây là Hỏi Đáp với An Phát số thứ 3 với những chủ đề liên quan thắc mắc đến laptop. Hôm nay mình mời đến một gương mặt khá là quen thuộc, anh Âu Minh Đức, một chuyên gia laptop đến để giải đáp các thắc mắc của các bạn. Xin chào tất cả mọi người. Thì rất vui được quay lại với An Phát ngày hôm nay. Thì mình cũng có một số chia sẻ hỏi đáp trong tuần vừa qua. Thì hôm nay rất vui được quay trở lại để hỗ trợ cho các mọi người. Và không để các bạn chờ đợi lâu thì chúng ta sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên luôn. Thì có một bạn hỏi là em mới mua laptop gaming thì anh chị cho em lời khuyên về cách sử dụng cũng như là bảo quản máy, thì không biết là anh Đức có lời khuyên gì cho bạn ạ? Về laptop thì nếu như các bạn mới mua laptop thì hầu hết đa phần bây giờ laptop đều có cài sẵn bản quyền rồi. Thì việc đầu tiên khi các bạn mua máy về cài đặt Win thì chúng ta nên remove những cái phần mềm mà không cần thiết của hãng. Vì thường thường khi mua máy của Acer chẳng hạn, MSI có rất nhiều cái phần mềm của hãng cài thêm vào, thì chúng ta remove bớt đi cho đỡ nặng máy. Việc thứ hai thì chúng ta nên cập nhật Windows cũng như driver của máy cho nên phiên bản mới nhất. Thì đối với những cái phiên bản driver cho cả màn hình thì chúng ta nên là lên trang chủ tải trực tiếp về thay vì chúng ta sử dụng update Windows. Đấy, cái đấy là một lời khuyên cho các bạn. Cái thứ ba nữa thì hầu hết laptop gaming hiện nay, cái năm 2022 đổ về đây thì đều lắp sẵn dual channel RAM rồi. Nhưng mà đối với những cái phiên bản cũ, có thể một số phiên bản vẫn lắp một thanh ý, thì các bạn nên nâng cấp thêm một thanh nữa để tối ưu hóa cái tốc độ truy xuất cũng như tốc độ xử lý của máy. Đấy. Lần thứ tư thì chúng ta nên vệ sinh máy thường xuyên định kỳ, đấy, mỗi 6 tháng một lần. Đấy là để cho tránh máy nó luôn luôn mát mẻ này, rồi hạn chế tình trạng gọi quá nhiệt. Đấy là một số lời khuyên mình dành cho các bạn. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai. Có một bạn hỏi là card wifi của MediaTek thì hay bị mất kết nối cũng như là lỗi wifi. Thì không biết là anh Đức có đưa ra một cái biện pháp nào để khắc phục cái lỗi này không ạ? Thì hiện tại theo mình được biết thì cũng khá là nhiều dòng laptop từ MSI Modern này cho đến những dòng laptop gaming giá rẻ, thậm chí như laptop gaming tầm trung như ROGER vẫn sử dụng cái card wifi của MediaTek. Thực ra thì mình cũng rất ít khi bị cái trường hợp mà bị mất kết nối wifi như một số bạn chia sẻ trên các group và hỏi đáp hiện nay. Chả may các bạn bị tình trạng như thế thì mình cũng có một số biện pháp, ví dụ như này. Thì thường thường ấy, khi các bạn cập nhật Windows phiên bản sử dụng Windows 11, các bạn cập nhật phiên bản mới nhất thì cái card driver của Wi-Fi MediaTek ấy, nó sẽ không cập nhật kèm theo, cho nên sẽ dẫn đến tình trạng một số xung đột phần mềm. Ngoài ra thì bạn cũng nên kiểm tra lại một chút về cái phần router của nhà mình xem mà cái channel Wi-Fi bắt sóng ở nhà mình cũng đang bị gọi là cạnh tranh về sóng hay không. Vì mình được biết là một số card Wi-Fi MediaTek nó cũng khá là kén về cái thông số kết nối với cả router ở Việt Nam. Đấy. Thứ hai nữa là mình nên lên trên trang chủ của hãng hoặc là trang chủ của MediaTek, mình tải cái phần mềm driver mới nhất của MediaTek về thì sẽ hạn chế được tối đa cái tình trạng mất sóng đấy. Thì mình cũng có tư vấn cho một vài bạn thì khi sau khi tải và cập nhật phần mềm xong thì cái tình trạng đã giảm thiểu gần như tối đa và cũng hết hẳn. Thì mọi người cứ thử xem như thế nào. Ok, cảm ơn câu trả lời của anh Đức. Và bây giờ sẽ là câu hỏi tiếp theo. Và câu hỏi tiếp theo là một bạn đang phân vân không biết là lên mua i7 Gen 11 hay lên thẳng i7 Gen 12, và bạn muốn xin lời khuyên từ anh Đức ạ. Thực ra thì nếu như mình hiện tại mình chưa biết nhu cầu thực tế của bạn là sử dụng cho công việc gì. Tuy nhiên thì nếu như bạn mua laptop với những nhu cầu về tác vụ chơi game, làm việc văn phòng cơ bản, hoặc là chúng ta có thể làm những cái đồ họa không chuyên, đồ họa 2D cơ bản ấy, theo như mình thì i7 Gen 11 hiện tại vẫn đang là tối ưu nhất. Bởi vì thứ nhất là mức giá thành nó đang khá là hấp dẫn. Ví dụ như là một cấu hình i7 Gen 11 cộng với RTX 3060 hiện tại giờ khoảng tầm trên dưới 30 triệu một chút thôi, cũng khá là một cái lựa chọn khá là đáng để chúng ta lưu tâm. Tuy nhiên thì nếu như tài chính của bạn cho phép thì mình nghĩ là cũng có thể lên thẳng i7 Gen 12 luôn được. Tại vì sao? Tại vì hiện tại thì cái BIOS cho các dòng laptop ấy nó vẫn chưa được tối ưu, cho nên mình sử dụng i7 Gen, những cái dòng CPU Gen 12 mình thấy khá là nóng. Chúng ta có thể chấp nhận mua tại thời điểm này và chờ đợi những cái bản cập nhật tiếp theo của nhà sản xuất để tối ưu cái BIOS hơn. Theo như cái lời khuyên thực tế của mình thì chúng ta có thể quan tâm những dòng i7 Gen 11 và với một cái card đồ họa khỏe hơn, vừa trải nghiệm game được, vừa xem phim, làm việc rất là thoải mái. Và trong khi nhu cầu, ví dụ bạn khoảng 2-3 năm các bạn thay máy thì mình nghĩ là i7 Gen 1 thực sự là hợp lý. Thì sau khi khoảng 2-3 năm tới nó có thể nâng lên i7 Gen 14, 15 thì chúng ta có những cái cấu hình máy nó tốt hơn thì chả việc gì mình phải đi mua Gen 12 tử thì mà làm gì cả. Vì thực tế lại nó cũng đang khá là cao. Và câu hỏi tiếp theo là em định mua máy tính màn OLED nhưng nghe nó bị burn in, thì anh có thể giải thích giúp em hiện tượng này được không ạ?
Ừ, thì cũng giống như bạn đang thắc mắc về chuyện là màn hình IPS của bạn bị hở sáng ấy, thì OLED nó cũng có một cái hiện tượng tương tự, nó là burn-in. Burn-in nó hiện tượng lưu ảnh trên màn hình sau một thời gian sử dụng dài. Tức là màn OLED nó là hệ thống sáng bằng đốt phát quang, cho nên là cái cường độ sáng nó rất là cao. Nhưng bù lại thì OLED đã cho ta một cái nhìn thực rất là thực tế về độ chuẩn màu này, về độ sâu của màu đen này. Thì thực ra nếu các bạn đã nhìn quen mắt màn OLED rồi thì chúng ta rất khó để có thể quay lại màn IPS. Đấy là một sự thật không thể chối cãi. Tuy nhiên thì OLED nó cũng bị một nhược điểm là độ sáng nó quá cao ấy, cho nên là khi mà các bạn mà sử dụng cái cường độ màu sáng, ánh sáng trắng quá nhiều thì một thời gian dài nó sẽ bị hiện ảnh lưu ảnh mờ trên màn hình ấy. Hiện nay màn OLED cũng đã khắc phục được tương đối là nhiều rồi, nhưng mà tuy nhiên thì để giảm thiểu tình trạng này tối đa thì mình có một lời khuyên là bạn nên sử dụng Windows ở chế độ Dark Mode. Đấy là một chế độ khá là hay của Windows hiện tại, thì sẽ giảm cái cường độ ánh sáng xuống, hiện giảm tải hiện tượng burn-in. Thứ hai nữa là nếu như bạn không có nhu cầu làm việc với cường độ ánh sáng cao, tức là bạn làm về xem phim đơn giản thôi, thì chúng ta có thể giảm bớt cái cường độ sáng của màn hình xuống, thì chúng ta sẽ giảm thiểu tối đa cái tình trạng burn-in trên laptop. Tất nhiên là theo mình được biết thì cũng có một vài tấm nền của IPS như IPS Black đang khá là mới, nhưng mà giá thành nó khá là cao, thì chúng ta có thể chờ đợi thêm một thời gian nữa để có thể sở hữu cái màn IPS Black. Thì mình nghĩ là nó sẽ đỡ hơn là OLED về tình trạng burn-in, nhưng mà tất nhiên độ chuẩn màu vẫn sẽ không thể bằng OLED được. Và đây sẽ là câu hỏi cuối cùng. Em mới mua tay cầm chơi game mà cắm vào laptop config bảo lỗi này thì nên xử lý như thế nào ạ? Tình trạng lỗi này xảy ra khi mà máy tính của bạn bị thiếu các thư viện cần thiết để sử dụng tay cầm chơi game. Thì như cái hình mà bạn gửi ấy, thì mình xác định luôn là nó là thiếu DirectX. Thì để mà các bạn hoạt động tốt nhất cả về chơi game hay là làm tất cả các cái công việc thao tác cơ bản nhất, thì các bạn nên cài đầy đủ bộ thư viện bao gồm DirectX và Visual C Runtime. Cái bộ này các bạn có thể tải trực tiếp từ trang chủ của Microsoft. Bạn chỉ cần lên Google, bạn search là DirectX Runtime này và Visual C Runtime, chọn bộ thì nó sẽ có một đường link các bạn có thể tải về mà cài trực tiếp vào máy. Thì sau khi tải xong thì tất cả những tình trạng lỗi sẽ biến mất. Và đó cũng là câu hỏi cuối cùng của buổi hỏi đáp ngày hôm nay. Và với buổi hỏi đáp tiếp theo thì các bạn muốn nói về chủ đề gì hay có những thắc mắc gì, đừng quên bình luận bên dưới cho chúng mình biết nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.